con cũng cảm ơn là các anh chị cô bác là cũng là các cảnh nói chú nói hết được dạ, nói là tuổi cái thần tình giáo anh nó không có được. Dạ, cảm ơn tất cả coi như này vì coi như là tuổi nó chứ không có được. Dạ con. Cái nhà ơi, tụi con đang đi đến nhà của ông Tư và bà Tư. Đó, cái nhà thấy không? Xe chở hòm có bà Tư bây giờ là đậu ngoài này, chắc là khiêng ở ngoài trong đó khiêng ra rồi. Xe đâu vô được. Xin chào cả nhà, dạ, chào cô chú anh chị các bạn trong đồng mạng trong ngoài nước. Con chúc nhà có ngày mới luôn vui vẻ và nhiều sức bình an. Thì hôm nay tụi con đi đến nhà của ông Tư và bà Tư. Thì bà Tư đã bị mất rồi. Thì hôm nay con đến đó thì trao số tiền của cô chú anh chị các bạn để giúp đỡ cho gia đình ông Tư và bà Tư. Thì trên đường đi thì con sẽ quay cho cái quá trình cái nhà xem. Từ cái chấn này tuốt mị lên tới nhà ông Tư là xịn bụng như vậy không đó. Thì mấy anh mấy chú mà khiêng hòm của bà Tư á, từ đó xuống dưới này luôn đó nhà, chứ đâu đi dưới kia được đâu. Bây giờ con mời cả nhà cùng đi đến nhà của ông Tư và bà Tư nha. Coi đi khỏi nhà ấy. Cái đường của ông Tư là vậy nữa nè. Ây da. Wow. Cánh đồng đẹp quá nha. Màu xanh mướt luôn. Cả nhà ơi, đứng từ xa cả nhà thấy hai anh mà đánh trống thổi càn không? Kìa, ảnh khiêng cái trống từ ở dưới tuốt ngoài dưới kia đi lên tới trên đây là cũng cái quá trình đó. Ở sao đó. Cực cho mấy anh này quá luôn rồi. Thôi gái nha mấy anh. Cái đường giống hệt nhà con hà lằng luôn, nhà con cũng xịn bùn vậy không? Như đang ở trên đó kìa, nhanh lên mới được. Hello, gần tới nhà ông Tư rồi nha. Trời ơi. Vô quay luôn đi. Dạ có, dạ có. Quay máy cho nổ đi. Nghe đây. Qua hai con mình lên ổng ngồi trong đó. Dạ, mùa mưa nữa. Cái đường khó đi nữa. Tư tới trên này quá trời luôn. Đi xích qua ông Tư kìa.
Ờ sao không giải tiền ta? Trời ơi. Mà chắc là có ông Tư á, lu bu quá nhà ơi. Chú anh chị các bạn ơi, thì người nhà của bà Tư không thấy ai hết trơn, chỉ có mấy anh mà đánh trống hoa cạn thôi. Bà Tư ơi, bà đi xuống suối vàng mà cố gắng niệm Phật nha bà Tư ơi. Mi dép con đâu rồi? Đứng lại. Đứng dép đó nhà ơi. Đi 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 con chú. Sao cự? Không có được. Không, chú cười con kìa. Muốn lớn cho nhanh, già lại mong thành trẻ, trốn cái tuổi trưởng thành, làm việc nhiều thì phát bệnh, rốt cuộc để có tiền chữa bệnh rồi lại bệnh vì lao lực kiếm tiền. Họ ám ảnh bởi quá khứ, họ lo lắng về tương lai, họ quên mất hiện tại nên lắm chuyện bi hài. Họ tưởng đời vô tận rồi bất chợt họ chết như chưa sống bao giờ. Thì cả nhà ơi, tụi con có mặt ở Tịnh Biên thì quê quán của bà Tư thì ở Tịnh Biên á. Nói ra là vận chuyển bà Tư về nơi này thì khách sạn chôn rồi đó cả nhà. Người lớn thường than thân trách phận, đời là bể khổ nợ với nần, quan gia muôn kiếp nay phải trả, nếu đã vậy rồi ai hưởng đây. Quy luật tự nhiên đã tạo gây, trên dưới phải trái dọc hay ngang, xin đừng nghĩ lệch hoặc bi quan, phán xét cơ duyên cho rõ ràng. Khi yêu hy sinh cả tánh mạng, chỉ vài ba năm đã phàn nàn, lúc cô đơn thì muốn đôi muốn bạn, nên vợ chồng sao lại hay nhắn. Người khổ than, người sướng cũng than, không con hay có rồi cũng than, không con ước được nựng cục vàng, có con khổ mệt nợ nặng mang. Đường nào cũng chết với mình. Cuộc đời vui khổ xin chớ than, tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan, hãy dùng trí tuệ nhìn tổng quát, sâu sắc thông suốt tâm nhẹ nhàng.
Nè My, con ăn dép đi con. Nè chú đưa nè. Chú con trai đã hơn con. Gì con trai? Dài không. Ôi chỉ mưa nữa kìa. Gì? Cái này kem bắt đầu ấy. Đâu phải. Thì cả nhà ơi và cô chú anh chị các bạn ơi, thì con thì đã đi đến nơi mà cho bà Tư ăn nghỉ rồi. Thì hôm nay thì con đến đây thì trao số tiền. Cô chú anh chị các bạn đã giúp đỡ cho gia đình ông Tư và bà Tư. Thì con sẽ đọc tên cô chú đã giúp đỡ nha. Thì thứ nhất là cô Phạm Thúy Nga ở Đài Loan là 1 triệu. Và cô Bùi Thị Văn Anh 300 ngàn. Cô Tiết Hương 300 ngàn. Và chị Đào Thúy Túy Phương 1 triệu. Cô Loan ở bên Đức 1 triệu 328 ngàn. Và cô Kim Thanh 1 triệu. Và chị ở Hà Nội giấu tên 1 triệu. Tổng cộng là 5 triệu 928 ngàn. Thì con đắp thêm tiền cho chẳng 6 triệu. Thì một ngày thì con thấy mấy anh đầu tì thì cũng như là con trước ra 1 triệu đưa cho mấy ảnh, như là mua xăng dầu rồi để vận chuyển cũng như giúp đỡ cho giống như nhà của ông Tư đi lại tới đây đó ông Tư, Nam Phước á. Thì bây giờ con sẽ trao số tiền là 5 triệu cho ông Tư. Ông Tư đúng con, 1 triệu 2 3 4 và 5. Giao chuyện và phòng ngủ được chưa? Dạ, chú ông Tư cảm ơn cô chú nhiều mọi người con. Cũng cảm ơn là các anh chị cô bác. Đó là cũng là các cảnh. Đấy, chú nói hết được. Chú nói hết được. Dạ. Nói là tuổi cái thân tình gia anh nó không có được. Dạ, cảm ơn tất cả cái như này. Vì coi như là tuổi nó chứ không có được. Dạ, con biết mà. Thì ông Tư sáng giờ mới ăn uống như được không? Hôm qua ăn uống. Không biết mà. Cái tuổi thân là cái như là bà không có con cái kia. Mà lại em múc nó lên chút nó về rồi. Dạ này chú tức nghẹn nó nói chuyện không hết được luôn. Dạ con thấy rồi. Tại hàng gì con thấy đám của không, nói chung là con thấy giải tiền rồi lúc nào gia đình hăng ngang em ruột bà đó mà nó lên chút xíu ở đâu có bằng khoáng nhà của bà là nó xin về luôn. Nó gì cái bằng khoáng đó không phải gì chị em bà đâu, bằng khoáng nhà bà đó mà ấy giờ kêu bà bán đi đặng lo bệnh mà nó không chịu là bán. Nó nói em hồi nãy chồng trước của nó vậy là làm chọn chỗ đó đó mà giờ em nếu bán cái ta nói mê trai mà lấy cốt chồng này kia đem bán này kia. Dạ thì ra nó nói đừng có nhắc cái vụ nền nhà của nó với nữa tôi bỏ đi. Nó nói giờ cái như là chú tốt như chú lo chứ đừng có nhắc cái vụ một cái nền nhà của bà nữa. Dạ. Mới nói là còn tiền còn được sống dai, còn nếu không tiền chết sớm. Bà nói chết ngày nào chết chứ giờ do số trời chứ còn cái mộ của chồng bà nằm ở đó bà không có thể nào lấy cốt mà. Người ta mới mua chứ không lấy cốt cái mã trần dần nó ai mua. Dạ. Nhưng bây giờ con chồng trước của bà là như vậy là nó không cho lấy rồi làm sao người ta ai dám mua lấy cốt người ta mới mua. Thấy tuổi cho bà. Dạ em thấy rồi. Rồi ông Tư rồi mộ bà Tư thì mình có đắp xi măng hoặc là sao hết hay là giờ tạm thời ấy vậy đi coi như là rồi là khi nào là
có tiền là xây lấy gì cho bà chứ giờ là tạm thời vậy. Mà cái bên là của ai không? Cũng không có rành nữa, cái này con nó xin của chị em gì đó là. Dạ. Thì con cũng hy vọng một ngày đó con đến đây cùng trò chuyện với ông Tư và bà Tư. Ý, ông Tư, do là con biết nó sao lắm bây giờ. Cầu nguyện cho bà Tư ở xuống vàng cố gắng niệm Phật. Ừ. Con chúc ông Tư luôn khỏe nha. Ừ. Con thì cũng cảm ơn cô chú anh chị các bạn có lòng hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình ông Tư mấy, nói chung là rất là nhiều lần rồi. Lúc này nhà cửa xong rồi mộ bà Tư nữa, thì con thì cũng cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã rất là nhiều rồi. Thì con chúc cô chú anh chị các bạn luôn mạnh khỏe. Thì con hẹn gặp lại cả nhà trong những clip khác. Bye bye cả nhà. Bán khoảng bao nhiêu tiền rau hả? Đi nè, thấy đâu có nhiều tiền đâu. Nó bán bữa chợ cái này được chừng 20-30 ngàn. Rồi mướp thì cũng được 50-70 ngàn. Làng ký rau gì nhiều? Ký rau này có 20 ngàn. 20 ngàn ký? Rồi mướp thì cũng được 50-70 ngàn. Làng ký rau gì nhiều? Ký rau này có 20 ngàn. 20 ngàn. Chế mớp như vậy là xào mỡ hoặc là nấu canh với canh cua. Canh thịt, canh gì ăn cũng dễ ăn. Chị con để ngoài này ha. Để nó đi con ơi. Thôi, ba qua hai em ớt. Chắc cay dữ lắm luôn. Ăn thấy rồi không? Nhìn thấy căn nhà của ba hai kìa. Cơm phải dài con cho con. Con cứ việc con ấy đi. Hả? Ổ mối dính vô trong cái thao luôn. Ừ, nhờ ổ mối nó không sạch lên thôi, con không có ổ mối nó sạch rồi. Dạ. Ồ, ổ mối bự quá. Con thằng mối đó. Dạ. Ồ, bà hai ơi, cây cối rồi, mục trơn rồi. Mục cái trơn rồi con ơi, đó bữa đó mang thôi sạch luôn rồi. Ông dòng cái ông sợ lại cái gắt mà sợ gần chết luôn á. Dạ. Thôi nhờ có mấy cộng nay cộng dây chằng nữa, không có dây chằng nó cũng ngã rồi. Anh Tư ơi, một hết trơn hoàn toàn luôn rồi. Ô này, các cô làm bài cho nghiêm túc.